Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị đã trở lại với clip mới nhất của kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Duy Mạnh, địa chỉ ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay anh Mạnh giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô nguyệt quế ha quý cô chú anh chị. Chi cành nhạo sẵn ha, cổ lắc lượng 3D luôn nha. Đó, đủ loại luôn. Quý cô chú anh chị mình xem clip thì liên hệ với anh Mạnh để báo giá cũng như đo thông số quý cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi, chào anh Mạnh ơi. Xin chào anh em chơi cây cảnh bonsai. Hôm nay mình có lên một số cây kiển nguyệt quế, cây kiển cổ nguyệt quế nha anh em, với có một hai cây bonsai. Nhà vườn Duy Mạnh mình số điện thoại 0903 095 052, xin mời anh em vào xem và ủng hộ ạ. Đầu tiên là mình lên cái cây đầu tiên là cây nguyệt quế nha, cây này cũng dáng bonsai nha anh em. Mình xin đo chiều cao từ mặt bầu lên là 9 tấc nha anh em. Cái mã số 1 cây nguyệt quế tán ngang là 5 tấc 6 nha anh em. Cái hoành thân nó là 4 tấc 7 nha anh em. Cây này nó bị lũa nhưng mà nó đã sành nha anh em. Cây này nó rất an toàn nha. Mình xin quay vòng. Cây nguyệt quế này mình xin giao lưu cái mã số 1 cây nguyệt quế làm giao lưu với anh em là 2,5 triệu à. Bao ship toàn quốc nha anh em. Mình xin xuống cây ạ. Này đi. Hả? Cây đó nó ghi rồi hả? Rồi cái cây này đi. Kế tiếp là cái mã số 2 cũng là cây nguyệt quế anh em. Cây này cái dáng kiển cổ tứ diện anh em. Cây này nó nhà vườn ta nuôi cũng khá lâu anh em. Cái loại nguyệt quế này là tuổi đời nó là cỡ 15 tới 20 năm nha anh em. Cái mã số 2 mình xin đo chiều cao ạ. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh đọt hết thước là 1,5 m nè. Mã số 2 cây nguyệt quế. Mình xin đo tán ngang đây là 9,5 tấc nè, tán ngang. Mình đã có hoành thân nó tại vị trí này anh em ơi. Là 4,6 tấc nè anh em. Cái đường kính bầu. Đường kính bầu đó là 5,2 tấc, 5,3 tấc anh em ơi. Cây nguyệt quế mã số 2 này mình giao lưu với anh em là 3,2 triệu à. Cây này khá già khá đẹp nha anh em. Tại vì nó nhà mình hơi hẹp quá. Mình rút cành vô nha. Rút cành sau này nó đâm chồi ra thì nó sẽ dần nó đẹp hơn nữa nè. Mình xin xuống cây ạ. À. Khá nặng. Hả? À? Kế tiếp là mã số 3 anh em ơi. Cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Cây này khá đẹp nha. Cành ú này cũng lâu năm anh em ơi. Trước tiên cái mã số 3 là cây nguyệt quế. Mình đo cái khoảng hổng chiều cao. Cây này anh em chơi sân vườn rất đẹp nha anh em. Bông rất thơm nha. Đo khoảng hổng đó. Cái này. Không được. Nó chiều cao nó khoảng 2,2 m nha anh em. Cái mã số 3 phải không Trung? Chiều cao nó 2,1 m đi. Xin đo tán ngang ạ. À. Tán ngang nó là 1 m nha anh em. Tán ngang là 1 m. Cành cổ đẹp cái. Xin đo hoành thân ạ. À. Hoành thân mình đo tại cái cổ đế này là nó 5,8 tấc đó nghe nè. Đo tại vị trí này ạ. Đường kính bầu nó là 5,3 tấc.
cái mã số 3 này mình giao lưu với anh em là 3,7 triệu à. Mình bao ship toàn quốc nha anh em. Cái này giống này lá sắn bông chùm nha anh em. Mình xin xuống cây ạ. Chim lên chưa? Kế tiếp là cái mã số 4 ạ. Là cũng nguyệt quế lá sắn bông chùm kiển cổ nha anh em. Cành thất rất dài dặn ạ. À. Xin đo chiều cao phỏng phỏng anh em ơi, tại nó cao quá. Nằm cỡ 1,7 m anh em. 1,7 m chiều cao nó có. 1,7 m, 1,8 m anh em ơi. Cái tán ngang của nó là 8,7 m ạ. À. 8,7 m chiều cao. Xin đo quanh thân ạ. À. Quanh thân tại vị trí này là 4,6 m ạ. Nó còn chạc nữa nha anh em. Đường kính bầu nó 5,7 m ạ. Cái mã số 4 cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này mình giao lưu với anh em là 3,5 triệu nha anh em. Xin xuống cây ạ. À. Kế tiếp là mã số 5 ạ, cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Cành nó rất đều, khá đều nha anh em. Hả? 3,5 triệu. Hả? Mình xin đo chiều cao của mã số 5 nè. Chiều cao nó 2 m nha anh em. Cái tán ngang của nó là tán ngang đó mình đo phỏng phỏng đây là 9 tấc nha nè. Cái mã số 5. Mình xin đo hoành thân ạ. À. Hoành thân cái mã số 5 cây nguyệt quế này là tại vị trí này là 5,6 m nha nè. Nó còn chạc nữa nha. 5,6 m. Cái mã số 5 này, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này mình giao lưu với anh em là 3,7 triệu ạ. À. Xin xuống cây ạ. À. Kế tiếp là mã số 6 cũng là cây nguyệt quế nha anh em. Cây lá sắn bông chùm nha. Cây này thì mình rút lại tàn thiên nhiên nha anh em. Mình xin đo chiều cao ạ. À. Mã số 6 này là chiều cao nó từ mặt bầu lên là 5,8 m ạ. Cái tán ngang nó là 5,2 m, 5,3 m anh em ơi. Cái này giờ anh em đánh lại theo ý muốn nha, nó cũng khá có duyên anh em, đế nó cũng khá, cũng đẹp. Mình xin đo cái hoành thân nó đây là 50 anh em, 5 tấc ạ. Cái đường kính bầu nó là 4,1 m, 4,2 m anh em ơi. Cái mã số 6 này mình giao lưu với anh em là 2,5 triệu ạ. À. Xin xuống cây anh em ơi. Kế tiếp là mã số 7 à, cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Cây này cành nó rất già, rất lực nha anh em. Mình xin đo chiều cao. Nó phỏng phỏng là nó cỡ 1,9 m tới đọt nha anh em. Nhưng mà tại vì mấy cành này nó hơi bị khái đó, mới mốt anh em về nó sẽ đâm dưới này lại nha. Cây quế này rất mạnh nha anh em. Cái dòng nè. Mình xin đo cái tán ngang. Tán ngang đó là 1 m à. Cái này đế khá đẹp nha anh em. Cái mã số 7. Mình xin đo hoành thân nó tại vị trí này nha anh em. Là 4,8 m anh em ơi. Cái này, cái mã số 7 này, cây quế lá sắn bông chùm này mình giao lưu với anh em là 3,4 triệu ạ. À. Xin xuống cây ạ. À. Wow.
Kế tiếp là mã số 8 ạ. Mã số 8 là cũng cây lan nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Cái hàng này là mình ship tiền mình ship nó quá nó nặng lắm anh em, nó hơi cao anh em. Cái gì anh em tại mình cũng chứ nó khó ship, mình đi xe ngoài á. Cái mã số 8 cái chiều cao nó là 1m9 anh em ơi. Cái tán ngang nó là 1m1m2 anh em ơi. Cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm anh em, cũng là cái này về anh em chơi thả sân vườn nó rất đẹp nha. Xin đo hoành thân nè, cái mã số 8 này ạ. Hoành thân đó mình đo tại vị trí này là 4,5 tấc anh em ơi. Cái mã số 8. Cái này mình giao lưu với anh em là 3,7 triệu ạ. Xin xuống cây anh em ơi. Chào. Cái này lực ghê à. Chưa. Chưa. Lắc đi. Mã số 9 à. Mã số 9 nè anh. Cây này là nó nhứt bậy anh em. Này nó tàn nó đẹp hơn bậy mà nó cũng to hơn đó. Mình xin đo chiều cao và cái mã số 9 cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Phỏng phỏng anh em ơi. Nó cỡ 2m6 2m7 anh em. Cây mã số 9 là cũng cây là nguyệt quế lá sắn bông chùm, cái tàn tứ diện anh em. Cái này giờ anh em chơi nó rất đẹp nha. Cái tán ngang của mã số 9 này là 1m1 m2 nha anh em. Cái mã số 9 cây nguyệt quế tán ngang 1m1 m2 đo hoành thân à. Hoành thân mình đo tại cái tại vị trí này nha anh em. Thức này trời ơi nó ngộ vậy ta. Cái này là 5,9 nghe anh em. Cái này nó khá lực anh em, thấy nó vậy chứ cái dàn đế nó ở ngoài to lắm anh em ơi. Xin đo cái đường kính á, đường kính bầu là có 6,1 6,2 anh em, 6,5 chứ 6,4 6,5. Cái nguyệt quế cái mã số 9 này mình giao lưu với anh em là 7,5 triệu ạ. À. Bao ship toàn quốc anh em ơi. Dòng này nó hàng này thì nó nguyệt quế thì nó cũng có nhiều nhưng mà cái để mình bẻ cành để rút mắt kiểu này nó cũng khó anh em. Cái bầy này nó cũng ít. Ví dụ nó suông suông thì nhiều. Mình xin xuống cây anh em ơi. Sáng chưa có ăn gì ginh mà kế tiếp là cái mã số 10 à, cũng cả là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm tàn cổ nha anh em. Cái này mình rút cành lại tại không gian mình nó hẹp quá. Mã số 10 mình xin ra chiều cao phỏng phỏng anh em, tại nó hơi cao quá. Ra từ mặt bầu lên cả 2,3 2,4 nghe nè. Tàn đường kính ngang đó. Cộng 1m2 nghe nè. Mã số 10. Cũng là cây lá sắn bông chùm. Hàng này nguyệt quế mà nó già chừng nào là bông nó giữ chừng nấy nghe nè. Rất thơm ạ. Mình xin đo đường kính ạ. Đo đường kính trước đi. Đường kính nó là 4,6 6,5 anh em ơi.
mình đo cái hoành thân ạ. Hoành thân tại vị trí này là nó 5 tấc 4 nha anh em. Mình đo tại vị trí này nha. Cái mã số 10 này mình giao lưu với anh em là 4 triệu ạ. À. Tiền ship hơi cao quá anh em ơi. Mình đi xe Nam Bắc anh em ơi. Alo. Rồi, xuống. Nó số 1 ha. Mã số 11 cũng là cây người quế lá sắn bông chùm nha anh em. Cây cũng tàn cổ nha. Hả? Hả? Cái gì? Được chưa? À. Dạ đi. Mã số 11 ạ. À. Cũng là cây người quế lá sắn bông chùm anh em ơi. Mình xin đo chiều cao nó là 1m75 nha anh em. Tán ngang mình đo không phỏng tại vị trí này là 1m anh em ơi. Mình xin đo hoành thân mã số 11 này, cái nguyệt quế đó sắn bông chùm này vị trí này là 4 tấc 6 anh em. Cái đường kính bầu nữa là 6 tấc 1, 6 tấc 2 ạ. Cái mã số 11 này mình giao lưu với anh em là 3 triệu 2 anh em ơi. Mình xin xuống cây ạ. 3 triệu 2 anh ơi. Chưa. Kế tiếp cũng là cây nguyệt quế mã số 12 ạ. Mã số 12 mình xin đo chiều cao. Chiều cao mình đo phỏng phỏng nó cỡ 1m7 anh em. Thước. Cái tán ngang nó là 7 tấc 4, 7 tấc rưỡi anh em. Cái bầy này là chỉ có mấy cây này anh em, nó rất già anh em ơi. Mình xin đo cái hoành thân cái mã số 12 cái nguyệt quế nè. Mình đo từ cái cổ đế nó nghe nè, cái cổ rễ nó nè nghe. Bonsai thì mình đo từ cái mí rễ nó, cổ rễ nè. 4 tấc 4 anh em ơi. Cái đường kính bầu là 6 tấc 4, 6 tấc rưỡi à. Cái mã số 12 này mình giao lưu với anh em là 2 triệu 2 à. Xin xuống cây ạ. Kế tiếp là mã số 13. Cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nghe nè. Mình xin ra chiều cao nó phỏng phỏng là có một cũng 1m7 nữa. Cái tán ngang của nó. Tán ngang nó là có 8 tấc 4, 8 tấc rưỡi anh em ơi. Cái này nó bị hơi lửa đây nhưng mà nó an toàn anh em, nó đã sành rồi nha. Nguyệt quế này nó thì nó an toàn anh em. Nó cũng bình thường, nó không có gì gọi là anh em ơi. Mình xin cho đường kính ạ. À. Đường kính bầu nó là 8 tấc 4, 8 tấc rưỡi anh em ơi. Mình đo hoành thân tại vị trí này là vị trí này là 4 tấc rưỡi anh em ơi. Cái này nó có một cái này nhưng mà nó lớn là nó sẽ hết rồi luôn anh em. Cái mã số 13 này mình giao lưu với anh em là 2 triệu 2 ạ. À. Kế tiếp là cũng là cây nguyệt quế kiển cổ lá sắn bông chùm nghe nè. Đường cây này nó hơi cao quá, nó nằm cả độ cơ. Chiều cao cái mã số 14 cây nguyệt quế này là 2m4 anh em ơi. Cao. Cái tán ngang. Tán ngang là 7 tấc anh em ơi.
Cái này mấy cái nhánh này nó bị ấy chứ nó không có gì hết nha anh em, nó đã sành hết nha. À, nó tươi bình thường, tại người quế thì nó vậy đó, ví dụ như người ta làm cành đây người ta phải cắt để mà cho đều đều tàn á nè. Nhưng mà nó đã vậy là nó an toàn, rất an toàn. Cái hoành thân tại vị trí này là mã số 14 là 4 tấc 6 à. Cái đường kính là 6 tấc nha anh em. Cái mã số 14 này mình giao lưu với anh em là 3 triệu ạ. À. Rồi mình xin xuống cây anh em ơi. Dạ, cái cây mã số này, mã số 14 này cũng là cuối clip. Mình xin mời anh em vô xem clip và ủng hộ mình. Và vườn Duy Mạnh mình là số điện thoại 0903095052, cũng là số Zalo. Anh em gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo, mình xin sẵn sàng trả lời nha. Dạ, mình xin chào anh em ạ. À. Mình cảm ơn anh em trước ạ. À. Dạ.